Hello, kính chào quý vị, xin chào các bạn. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị ADLP cho cái cặp IOKA CKB trên cái sàn IOKASwap.com. Rồi, quý vị có thể sử dụng cái ví MetaMask hoặc ví Sapan đều có thể được. Ok, ở đây tôi đã kết nối ví rồi. Quý vị chọn vào chơi, chọn vào liquidity, chọn tiếp là file other lp token. Ở ô tìm kiếm, quý vị hãy tìm kiếm cái cặp IOKA CKB. Quý vị hãy nhập cái số lượng mà quý vị muốn thêm thanh khoản. Ở ô thứ nhất là IOKA, quý vị nhập một cái số lượng. Ở cột thứ dòng thứ nhất thì cái dòng thứ hai CKB nó sẽ tự nhận một cái giá trị tương đương. Và quý vị lưu ý, quý vị nên bớt lại 1 đến 2 cái đồng CKB ở ví để làm phí mạng. Rồi, nhập xong quý vị chọn vào Submit. Một cửa sổ xuất hiện, quý vị hãy chọn Confirm Submit để xác nhận. Rồi, vậy là xong cái bước thứ nhất. Sang cái bước thứ hai, quý vị chọn vào Earn. Ở đây để nạp farm. Quý vị chọn vào Stake LP. Một cửa sổ xuất hiện, quý vị chọn vào Mark, chọn vào Confirm. Ok, vậy là đã xong thêm thanh khoản cho cái cặp IOKA CKB. Và đây là cái màn hình kết thúc. Quý vị sẽ thấy cái màn hình hiển thị cái đồng IOKA sẽ nhận được ở cái phần này. Và khi được nhiều, quý vị có thể chọn vào Harvest để vặt. Và bên này nó sẽ hiện cái số lượng giá trị USD mà quý vị đã cho vào thêm thanh khoản. Quý vị muốn thêm thanh khoản nữa thì quý vị cũng làm tương tự như các bước trước. Sau đó quý vị chọn vào dấu cộng để thêm. Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video.